Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một trong những cái line up mà có thể là anh em đã quên. Trong cái meta mới thì nó đã bị lu mờ trước sức mạnh của cái bộ Hunter. Đấy, nhưng mà khi mà sau khi update ấy thì thực sự là cái sức mạnh của nó đã quay trở lại nhờ những cái item trấn phái. Đấy, quyển sách là một, thứ hai là gì? Thứ hai đó chính là cái khiên hộ thể. Đấy, và cái lineup mà tôi đang muốn nói tới đó chính là lineup Beat. Ok, và hôm nay tôi sẽ chơi Beat nha anh em nhá. Lâu rồi chúng ta chưa chơi và hôm nay chúng ta chơi để xem là cái sức mạnh của bộ Beat ở trong meta mới sau khi cái cuốn sách là quay trở lại thì Beat trí thức nó có còn mạnh nữa không. Ok, rồi chúng ta bắt đầu thôi. Đầu game thì nói chung là ra Beat thì ngon, còn không ra Beat thì chúng ta có thể eco. Đây rồi, hay đấy. Tất nhiên là cũng có thể kẹp Hunter vào giai đoạn đầu game. Nếu mà có 3 Hunter thì cũng rất là ok. 3 Hunter sau đó chuyển dần sang là thành 6 bit 3 Hunter cũng được. Trong cái trận đấu này thì cũng có cái con Tôn Ngộ Không anh em ạ, nên là chơi bit nó cũng là một cái sự lựa chọn hay. Tuy nhiên là bit thì tôi thấy là đánh giá là cái thời điểm mà trước khi update ấy thì người ta chơi con Ngộ Không, nhưng mà sau khi update thì nó quay lại cái meta cũ, tức là meta siêu đẻ. Thường hay dồn đồ cho Whisperseer hoặc là dồn đồ cho gấu, nên là chắc là tôi nghĩ là Ngộ Không nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến cái sức mạnh của đội hình này đâu. Đó, nên là ra đồ gì chơi đồ đấy thôi. Nếu mà ra chém lan thì tôi cho Ngộ Không cầm nha anh em nhá. Nếu mà chơi beat thì có thể là chúng ta sẽ lấy cái máu Echo, nhưng cái con mà gọi đệ đấy rất là thích. Ok, đầu game thì nó cũng chưa được rõ ràng cho lắm, đội hình thì nó cũng đang mới chỉ có 2 con beat thôi, chưa có con nào lên 2 sao. Nhưng mà Whisperseer và Unicorn cái khả năng mà lên 2 sao thì nó cũng khá là dễ đấy, chỉ cần một con nữa thôi, mỗi con còn một con nữa là ok. Chúng ta sẽ lên được 2 sao và tôi sẽ kẹp con The Saw vào. Ui, quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Được rồi, bây giờ chúng ta kẹp The Saw vào để cho cái con Whisperseer nó có thể có khả năng đẻ thật là nhiều. Đầu game là tôi có lấy đồ cho cái con đánh tay ấy, nhưng mà tự nhiên nó lại ra Whisperseer, tôi có lấy một cái máu Echo. Đấy, chứ còn nếu mà đúng ra nha, nếu mà chơi con là Whisperseer sẽ phải lấy đồ tăng mana, Blink các thứ. Đấy, chúng ta có thể rèn lại. Ở đây là vẫn còn Blink, vẫn còn những cái đồ tăng mana. Liệu rằng round này có thua không nhỉ? Đối thủ có một con tabu chờ. Ok, ở đây là tôi có kẹp cái tộc hát orc ấy, một cái tộc mới vừa mới update xong, thì cái tộc này tôi cũng chưa rõ là cái sức mạnh của nó như nào, mà có vẻ như là cũng không mạnh lắm. Tôi thấy là cái sức mạnh của cái bộ hát orc này nó mất khá nhiều slot. Tôi cũng không biết giải thích như nào, nhưng mà khi mà chúng ta mất tới 2 slot chỉ để cho những cái con tướng ở tộc, chỉ có duy nhất là tướng ở tộc Hardock ấy, nó có gây ra cái hiệu ứng, nó gọi là hiệu ứng khống chế trong vòng 1 giây và lướt qua đối thủ, thì tôi nghĩ là thực sự là cái bộ này nó hơi phế đấy. Bởi vì làm sao, bây giờ tôi xin được giải thích cho anh em là cái skill cũ của con thị vệ ấy, nó cũng lướt qua và nó cũng stun 1 giây và nó chỉ mất một con thôi, một slot duy nhất. Đấy, trong khi bây giờ chúng ta mất tới 2 slot thì tôi nghĩ là cái bộ này không ai chơi. Tôi nghĩ là như thế. Đây là mới chỉ là gọi là cái cảm nhận khi mà update cũng mới chơi được có mấy trận thì tôi nghĩ là như thế. Chứ còn có thể là nó có thể có những cái cách kết hợp mà tôi cũng chưa biết anh em ạ. Thì cứ từ từ đã để xem nào. Mà
quả thật là nó phế thật đấy. Úi rồi, vừa mới đầu game đã có thằng thoát rồi kìa. Ảo thật. Trong khi đấy thì cái con súng ở trong beta mới này tôi đánh giá nó rất mạnh đấy. Cực kỳ mạnh luôn. Kết hợp với cả bộ Hunter thì đúng là kiểu nó dành riêng cho cái con súng này một cái ưu ái rất là đặc biệt, khi mà đánh nó không mất cái animation ấy, nên là bắn nó cực kỳ nhanh luôn. Tốc độ bắn nhanh và không mất cái thời gian đạn bay. Kết liễu con nào là giết con đấy là nhanh gọn nhẹ. Con súng thực sự quá mạnh. Tôi nghĩ là update xong sau này có thể sẽ có một cái update để điều chỉnh lại cái sức mạnh của con súng đấy. Chứ con súng bây giờ hiện tại nó đang hơi bị mạnh quá so với cả một cái con 2 tiền. Thật sự là hơi mạnh. Đánh giá bây giờ sức mạnh thật sự của nó phải là 4 tiền chứ không phải là 2 tiền. Ơ vỡ cắt trực chuối đằng này. Từ lấy giờ vẫn chưa có chưa có mất chuỗi. Ok. Ngon đấy. Bây giờ mà ra thêm một con Hunter beat là tôi sẽ có 3 Hunter. Và lúc đấy cái con súng này nó sẽ quẩy rất là nhiệt. Mặc dù nó một sao thôi nhá. Con này một sao nhưng mà nó khỏe lắm anh em ạ. Ok, nhưng bây giờ cũng level 6, cái đội hình này nó cũng khá là ổn định. Kẹp dưa so vào thì chúng ta sẽ có cái lượng mana tăng nhanh. Tôi nghĩ là nếu mà có 3 Hunter thì tôi cũng sẽ không bỏ dưa so ra đâu. 3 Hunter thì cứ từ từ đã, lên 7 rồi mới cho vào được. Cái bọn Hack Orc này nó lao thẳng vào cái vị trí đông người. Đó, nhưng mà nó quá nhanh anh em ạ. Tôi chả có cái cảm nhận gì luôn ý anh em có nhìn thấy không? Cái quả vừa rồi nó lao vào tôi chả thấy có cái sự khác biệt gì với việc không lao vào. Lao vào và không lao vào tôi thấy nó giống hệt nhau. Ủa thế thì tôi nghĩ là bộ này phế thật đấy, không phải phế đùa đâu nhá anh em nhá. Tôi nghĩ là nó hơi phế. Đánh giá cá nhân, còn có thể anh em nào có cái gọi là tuyệt kỹ hay là cái bí kỹ gì đấy mà liên quan đến bộ Hack Orc này mà anh em biết thì anh em có thể chia sẻ nhá. Chứ còn tôi thấy là cái việc lao vào và nó cũng chả có cái hiệu ứng gì đặc biệt. Một giây nó trôi qua nó quá nhanh anh em ạ. Nó giống như là cái con thị vệ ở lướt qua, nhưng mà tôi nghĩ là cái con thị vệ ngày trước nó lướt qua có khi nó còn tín hơn cơ, chứ nó đâu có nhanh đến cái mức độ như thế đúng không. Ngày trước tôi thấy cái con thị vệ nó lướt, nhưng mà nó lướt chậm chậm thôi, làm cho đối thủ stun cũng khá là khó chịu. Bây giờ lướt này kiểu lướt nó bị nhanh ấy. Thời gian nó hình như nó còn nhanh hơn con thị vệ ngày trước cơ. Thị vệ ngày trước hình như là 1.5 giây thì phải, 1.5 giây đúng không. Bây giờ có 1 giây stun mất 2 con. Tất nhiên là cũng có cái hay là nếu mà lao vào giữa đội hình địch ấy, thì cái con tướng đây này, cái con gì Sandbow Exit đúng không, nó sẽ tung được cái trưởng vào giữa đội hình địch thì nói chung là cũng ngon. Nhưng mà tôi nghĩ là nó cũng vẫn không ok lắm. Tôi thấy là nếu mà kết hợp với cả con 4 đô có khi nó lại hay hơn. Bởi con đấy là có stun anh em ạ. Con đấy stun nó gom lại đội hình, nó gom đội hình cho beat đấm thì cũng được. Nhưng mà tôi thấy cái con gom đấy nó lại thích hợp cho những cái bộ mà kiểu bắn trưởng hơn ấy. Thế nên là tôi thấy kết hợp với cái bộ bắn trưởng ấy, nó lại không kết hợp với mấy cái con Hack Orc này. Nó chỉ lấy một con duy nhất thôi, lấy cái con 4 đô ở trong cái tộc này thôi. Đấy. Chứ còn nó không lấy cả 4 con. Lấy một con duy nhất. Tôi thấy cái bộ beat này là mới kết hợp được với 4 con thôi ấy. Nhưng mà mình cũng thấy là không tự tin để có thể là chơi 4 con nữa lắm nhỉ. 3 Hunter này. Này có khi ngon hơn. Ôi nhưng mà lại đang có chuôi nhá. Được quá nhờ. Bán bớt đi, lấy tròn 20 tiền. Giữ lại con dưa so. Lên level 7 cho vào. Cái thằng tiếp theo gặp sẽ là thằng nào đây? Người tiếp theo gặp tôi thì chính là Young Killer. Young Killer. Ok. Xem là đồ có ngon nghẻ không. Doom này. Ê à, được quá nhờ. Thế này thì đúng là kiểu siêu gọi đệ rồi.
Ok, siêu đẻ gọi đệ anh em nhá. Đồ ngon quá nhờ. Bây giờ dí phát lên level 7 luôn. Làm phát lên 7 luôn không? Lên 7. Lên 7 kẹp thêm con này là 4 bit này anh em này. Mạnh hơn hẳn mà. Lên 7 là vừa có 3 Hunter vừa có 4 bit. Được. Lên 8 thì mới kẹp cái tộc Hát Orc. Cái bộ bit này là chúng ta có thể đánh 6 bit kết hợp với 4 Hát Orc được. Được. Vẫn thừa một slot đấy, như thế là vẫn thừa một slot. Chưa biết là kẹp cái gì. Mà tôi nghĩ là đánh kiểu truyền thống vẫn hay hơn đúng không? Chỉ kẹp 2 Hát Orc thôi. Chứ còn 4 con tôi sợ nó hơi thừa. Bộ này nó cũng khá ít cái con đánh gần ấy. Bộ này khá ít con đánh gần. Có con cáo đánh gần, con cáo này. Tút ca thì không có khả năng lướt qua người đối thủ rồi. Chỉ có những cái con có giá trị mà vòng ra đằng sau được lướt qua người đối thủ thì mới có cái giá trị ở trong cái tộc Hát Orc thôi. Nếu mà 4 con ấy là nó sẽ kích hệ tất cả các cái đồng minh khi mà lướt qua người đối thủ là sẽ gây cái hiệu ứng giống như là cái hai con kết hợp vừa nãy. Đấy, tức là nó cũng sẽ gây stun nhưng mà nó phải là đánh gần. Thì ở trong cái bộ beat này nó chỉ có con Tutka này, con sói và con cáo, con ngộ không nữa. Nhưng mà cái con ngộ không tút ca và con sói thì nó không vòng sau được anh em ạ. Chỉ có mỗi con cáo nó vòng sau thôi. Thế tức là con cáo là con duy nhất có thể được kích hệ cái kiểu dạng đấy. Di chuyển ra đằng sau thì gây stun. Thấy không uy tín lắm. Thôi, tôi nghĩ là sẽ phải là cái bộ khác ấy. Kiểu tất cả các con đánh gần mà di chuyển đồng minh. Tất cả con đánh gần đồng minh di chuyển qua người đối thủ và sờ tun đối thủ, tôi nghĩ là ngon thì nó có thể là cái con cái bộ Insectoid ấy, rất nhiều con đánh gần và nếu mà biến thành cái con bọ cạp lướt qua người đối thủ liên tục thì cũng kinh đấy. Nhưng mà cái hiệu ứng mà sờ tun ấy thì con bọ cạp nó lướt là thì cũng sờ tun mà. Cũng không biết, cái này thì chưa biết được. Để xem đã, thực ra nhiều cái mới mình cũng chưa có tìm hiểu được kỹ. Chỉ biết là cái bộ đấy thấy nhiều anh em mà chơi ở phiên bản Dota Auto Chess thấy bảo có kết hợp với cả cả Insectoid đấy. Có đấy anh em ạ. Ui đây có mất chuỗi không? À mà không không không, tôi nghĩ là không đâu. Khỏe mà, khỏe mà, khỏe mà. 4 bit rồi. Ok. Cái máu Echo ấy nó khiến cho những con đệ nó rất khỏe. Nó cộng thêm cả đam từ beat nữa nên là cái bộ này cái đam đệ nó rất to. Thực sự chia sẻ với anh em là từ hồi mới update ấy, đến giờ là vẫn chưa chơi trận beat ở đâu. Đây là cái trận beat đầu tiên ấy, muốn test thử xem là cái quyển sách sau khi nó quay trở lại thì cái bộ beat nó có kinh không. Đấy mà trận này tự nhiên vào game phát 4 ông chơi beat. Dã man. 4 ông chơi beat luôn anh em ạ. Fallen Witcher có vẻ yếu nhỉ. Sau khi update yếu nhỉ. Trông rất là a đuổi, không ăn thua. Đấm yếu thật sự. Mười trận thắng liên tiếp rồi. Đội hình như cái quân què 10 trận thắng liên tiếp ạ. Không hiểu cái kiểu gì luôn ấy. Thề. Thôi được rồi. Round này tranh thủ kiếm tí sách đã. Kiếm tí sách trong round sau chúng ta cố gắng chúng ta kiếm được 6 bit. Bây giờ thiếu một con thôi. Thiếu một con duy nhất thôi. Nếu mà up lên level 8 thì tỷ lệ nó sẽ là có ra ngộ không. Đấy, cáo thì tỷ lệ ra là cao hơn này. Rồi con gấu nữa, con gấu bit nữa. Chỉ cần ra một trong ba con thôi là chúng ta đã có 6 bit. Và lúc đấy cái đội hình nó khá là mạnh.
Lên 8 là kẹp The Saw vào, kẹp thêm Whisperseer mà chả may mà roll được lên 3 sao nữa thì quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Cầm cái máu Echo đi đẩy. Còn đang có cái chuỗi xanh như này tôi sẽ xả tiền. Sẽ xả tiền gấp gấp một tí. Chơi beat này là phải xả mạnh lên anh em ạ. Đẩy cho nó nhanh. Beat là một cái đội hình mà đánh về lết ấy, nó khá là yếu so với những cái bộ khác. Thế là chúng ta muốn top 1 thì chúng ta phải đẩy thật là nhanh. Tốc độ đẩy là kẹp những cái con đẻ vào cho nó đẻ nhanh. Ok rồi. Trước tiên thì chúng ta sẽ roll. Ok 6 bit. Đủ 6 bit đã này. Tôi đang tính là roll ở cái level này để chúng ta kiếm cái con Whisperseer 3 sao. Nhưng mà trong cái đội hình này lên 8 tôi thấy vẫn ổn áp hơn. Kẹp thêm được cái con tăng mana vào. Chúng ta chơi co là bằng con Whisperseer với con sâu á. Chứ không chơi co đánh tay là cố gắng kẹp được một cái con tăng mana để có thể là gọi đệ. Chứ con này nó gọi đệ sau một lần ấy, nó khá chậm anh em ạ. Đấy. Rồi. Cái gương tôi sẽ cho con The Saw cầm nha anh em nhá. Nó sẽ có hưởng cái nội tại bị động của nó. Những tất cả những cái skill bị động ấy, cái gương này nó sẽ kích hệ được những cái con đệ mà nó gọi ra từ gương ấy, những cái ảnh phân thân nó có khả năng của cái con chính nha anh em nhá. Cái skill bị động ấy. Nó có gồm có con The Saw này, con Taboo Witcher, con ốc, con Shadow Killer. Đấy, con Ngộ Không, con Berserker. Đấy, con gì nhỉ? Light Spirit. Đó, tất cả những con đấy đều có kích hệ kích cái hiệu ứng của cái skill bị động của nó. Rất là mạnh luôn. Tôi lấy ví dụ như con Taboo Witcher thì cái bóng phân thân, ảnh phân thân của nó có thể burn mana được, hút mana của đối thủ. Đó. Chém mana đối thủ rất là gắt luôn ấy. Tức là gần như là ba con nó bô vào là không có thể tung được trưởng đâu. Đấy, cái con thứ hai là con ốc. Ba con đều có khả năng là hút tốc. Cái bóng và con chính ấy có khả năng hút tốc nên là nó hút cái tốc độ đánh của đối thủ rất nhanh. Shadow Glealer thì không mạnh lắm bởi vì Shadow thì mấy cái bóng nó có cái khả năng crit ấy, nhưng mà cái bóng nó đam nó cũng không to lắm. Nên là cái tôi đánh giá cái khả năng của con Shadow khi mà cầm cái gương nó không được cao. Đấy, còn con tiếp theo là con khá là hay. Đấy chính là con Berserker. Với khả năng lia dìu thì những cái bóng của nó sau khi cầm cái gương nó có khả năng lia dìu rất mạnh. Đấy, con The Saw này ở trong trận đấu này thì anh em cũng có thể thấy là với ba con The Saw thì nó tăng mana lên rất nhanh. Đó, cái lượng mana nó tăng lên là gấp 3 lần. Cũng rất là ok. Cầm gương mặc dù là cho cái một con một tiền một sao mà cảm thấy là không lãng phí tí nào hết. Tăng mana nhanh rất là ok. Đấy, còn như Ngộ Không thì cũng cái bóng của nó cũng có khả năng vụt gậy nha anh em nhá. Đấy, cái gương có rất nhiều các cái con skill bị động dùng ngon. Vẫn có chuối cơ. Ồ, hay quá. Đây rồi. Hay. Ui, Battleman quá được luôn. À, con cáo này tí nữa tôi sẽ thay cho con Tuka hoặc là con sói. Bây giờ gì lên 9 mà kẹp cái con Battleman này vào rất là tuyệt vời luôn nhá. Giữ cái chuôi không? Dao này có cần thiết là phải up lên 9 nữa? Tôi nghĩ là không cần đâu. Này đủ mạnh rồi. Cái con Whisperseer nó có cái món cái tẩu với cả máu Echo nó gọi đệ rất mạnh luôn. Nhưng con đệ mà nó gọi ra nó rất mạnh.
Ui ôi, đập nhá. Thực sự là rất mạnh. Cái con Unicorn cầm gương ấy, tất cả cái bóng của nó có khả năng giảm tốc của đối thủ ấy, anh em ạ, khá là hay. Rồi. Thôi, tôi nghĩ là tôi sẽ hay là bây giờ roll tiếp con Whipper Seer 3 sao nhỉ? Bây giờ áp cấp thì thêm được Warlock, thêm được con Battleman cũng rất là khỏe. Đang rất là phân vân đấy. Nếu mà chơi theo kiểu là áp cấp thì chúng ta sẽ lấy được những cái con quan trọng như là con Ngộ Không. Đang phân vân nhưng mà chắc là cũng phải chọn thôi. Chọn giữa việc Hyperon để kiếm con Whipper Seer 3 sao và áp cấp lên để kiếm con Ngộ Không và con Battleman, thì tôi nghĩ là hai cái nó đều không có cái nào đúng nào sai cả anh em ạ. Lựa chọn nó thôi, chúng ta chọn là Roll nha anh em nhá. Tôi sẽ kiếm mấy con Whipper Seer 3 sao đã. Chả nhé lại không ra. Ui gấu. Gấu lên trước à? Ơ kìa. Ui giời, con bom ấy nó lên được 2 sao đấy, nhưng mà tôi bỏ qua anh em ạ. Rồi Whipper Seer lên được 3 sao rồi, chúng ta lên 9 thôi. Coi như là hết tiền luôn. Quả này giữ chuối hơi bị hay luôn đấy. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Ui mình gặp thằng Feather. Feather bây giờ nó cũng ảo ma Calada lắm. Sau khi update là bây giờ nó cũng thay đổi rồi. Nó không còn như xưa nữa. Cái bộ Feather bây giờ là địch đánh vào là nó hiện ra bóng của địch cơ, chứ không phải là bóng của cái bộ Feather. Ờ nhưng mà kìa, ok. Trông kìa, ôi ôi, Feather. Tôi đẻ ác thật sự luôn. Có lẽ tôi sẽ ghép cái món đồ tím để lấy quyển sách anh em ạ. Ui không có, mà thôi không sao. Lấy cái hệ như ý vậy. Không cần thiết là phải random khô máu quyển sách làm gì. Biết bây giờ có nhiều con làm co mà. Tí nữa cái đồ này cho Ngộ Không thì cũng không phải là tồi đâu nhá. Gương kiểm các thứ này Ngộ Không vụt liên tục ấy. Hay lắm. Nếu mà không Ngộ Không thì có thể là cáo cũng được, cũng ok. Cáo thì tôi sẽ vứt cái gương đi. Không chơi gương nữa. Đây này, cái thằng này chơi Hedgehog này. Hedgehog bây giờ lao vào tôi thấy nó cũng trao cái tác dụng mẹ gì. Trông chán đời là sự yếu vãi đài luôn. Thế này anh em nhìn này. Lao vào xong chết à? lao vào tự sát à? Chúng ta sắp lên được đến 10 nơi rồi này. Chơi beat nói chung là đẩy cực kỳ kinh khủng luôn. Đối thủ sẽ ra đi sớm thôi. Lên 10 bây giờ là kẹp cái tộc Hedgehog vào đấy. 6 beat. Trở lại có rất nhiều người chơi beat nhá. Anh em cũng có thể thấy là tới 4 người chơi beat này. Trận đầu có 4 người chơi beat nhưng mà cái thằng kia nó chơi không phải là 6 beat mà nó chơi lại là beat kết hợp với cả Witcher. Trông có vẻ cũng khá là mạnh đấy. Beat kết hợp với Witcher là tôi sẽ không tăng mana để gọi đệ ở đâu. Là phải để con The Saw ở trong đội hình. Chưa vứt đi được. Late game thì ví dụ như là Giang Ngộ Không làm co thì không cần tăng mana nữa thì tôi có thể vứt đi. Chứ còn cái tầm này chưa vứt đi được anh em ạ. Cứ để đấy. Đây này, có phải không? À không, thằng này thằng khác. Thằng này là như nào đây? Thằng này như nào thì tôi thấy là nó cũng bị đẩy nhiều. Chả hiểu. Đấy hả? Nó là như thế hả? Đúng không? Cái tộc mới nó là như thế đấy hả? Kẹp vào bộ pin xong rồi cuối cùng Sida như thế á? Thế tôi nghĩ là không ăn thua. Đánh kiểu truyền thống ngày trước khỏe đấm cho sấp mặt. Ok, đây tôi cũng có này. Nhưng mà tôi đang tính xem là có lên chơi không. Trông nó phế quá. Cáo 2 này, cáo 2 chắc là tí nữa thay cho Tuka. Bây giờ thay Unicorn này. Tuka để sau.
Unicorn đến 3 sao thì mới cho vào. Đồ này cho cá cũng ngon. Không có cái bờ linh nhỉ? Có cái bờ linh rồi cho cáo thì tuyệt vời luôn. Thưa rồi, những cái đồ đánh tay cho con cáo á. Tạm thời sẽ như thế này. Thật sự tôi thấy là vẫn khỏe anh em ạ. Tôi thấy cái bộ này là vẫn khỏe, kể cả không có sách hay là có sách thì nó vẫn khỏe. Ok, ui thằng này ngộ không rồi này. Mà nó chuyển sang cái gì đây? Beat, à, vẫn là beat, vẫn là beat. Ra là ngộ không rồi. Nhưng mà ui là ngộ không cứ ra sau gõ kia thì đứt rồi. Trời ơi anh em như vậy. Ui vãi đài, 25 máu. Quá kinh khủng anh em ạ. Trời, không thể tin được luôn sức mạnh của đội hình. Bây giờ là con bộ này nó còn đang vẫn level 9 đấy. Đối thủ nhìn trông cũng to với đái luôn. Berserker 6 bit ngộ không mà vẫn cuối cùng vẫn bị đẩy cho. Chứng tỏ con này là có cái máu echo và có cái tẩu thực sự là nó mạnh thật ý. Chứ nó không mạnh đùa lắm. Dã man. 100% màu đến hết game không nhỉ? Trận này 9 Feather nhá. Có 9 Feather. Có bit kết hợp với Witcher. Cái thằng 6 bit kết hợp với Glacier mạnh thế kia. Nhìn trông cũng to thế như đến này mà vẫn thua. Không hiểu kiểu gì. Anh em ạ. Thậm chí còn có một cái nó gọi là đao nội chiến ấy, để đánh với những cái bộ cùng tộc, cùng hệ tộc ấy. Mà cuối cùng cũng thấy cũng hơi sida. Bị nhà tôi nó đẩy cho. Nhà tôi thì có cái gì đâu. Ok. Cái khiên này à. Khiên này thì lại phải đứng túc túc lại một chút. Đứng tỏa ra thì lại không ngon lắm. Toàn những cái món đồ mà chúng ta sẽ phải đứng gần nhau để được hưởng cái hiệu ứng. Ok, lên level 10 ở đâu 26 hết tiền. Cũng không tồi đâu. Vẫn giữ được 100% máu. Tôi nghĩ là nếu mà để mất được cái chuỗi này thì chắc là chỉ có gặp Hunter mới mất nổi thôi. Chứ còn gặp mấy cái bộ beat như này cũng, tôi nghĩ là cũng không thể mất được đâu. Và bộ Feather tôi thấy có rất nhiều người phản ánh lại với tôi là cái bộ Feather nó thay đổi cơ chế và nó thay đổi cái giảm cái lé tránh ấy, khiến cho cái bộ Feather bây giờ nó cũng rất ít người chơi anh em ạ. Có ai chơi mấy đâu. Nên là bộ này thực sự là nó cũng không sợ Feather ở cái thời điểm hiện tại đâu. Feather bây giờ nó phế rồi chứ nó không mạnh như ngày trước nữa. Đây này, cái thằng Witcher này. Witcher này. Ui ơi anh em ơi. Yếu thật sự luôn ý. Thề. Vô lần Witcher kẹp với cả 4 Witcher kẹp cả beat. Trông đấm như con luôn ạ. Trên này thì có thiếu cái quyển sách giáo khoa nhá. Chứ có quyển sách thì chắc là sấp mặt của tôi rồi. Như này đấy. Thử cái độ stun của nó xem thế nào. Cái con gấu này bây giờ nó chuyển cái skill thành skill chủ động rồi. Nó không còn là cái skill bị động nữa. Nên là bây giờ không có cái hiệu ứng là gọi 3 con gấu một lúc. Chứ ngày trước mà có gương ấy, cho gấu cầm gương thì nó gọi 3 con một lúc luôn. Mỗi cái con bóng của cái con gấu nó cũng đẻ ra một con gấu đệ khỏe lắm. Nhưng bây giờ thay đổi cái skill của con gấu rồi, chuyển từ bị động sang chủ động nên là bây giờ không sử dụng được gương nữa. À không phải không sử dụng được mà vẫn sử dụng được nhưng mà nó không tín vào ngày trước. Thay đi luôn không? Ui đẩy nhiều luôn anh em ạ. 3 màu. Dã man, rào nào cũng đẩy 20 mấy máu như này thì đỡ làm sao được. Đối thủ rụng hết rồi. Ui ôi, rụng gần hết. Còn có 3 nhà anh em ạ. Chưa ra 30. Chưa ra 30 nhưng mà tôi nghĩ là hai thằng này thì 29, 28, 29 đã hết game à. Ờ, có vẩn thế thật đấy. Đổi đồ luôn không?
Làm bây giờ làm quả đồ, tôi nghĩ là đồ tìm vẫn ngon. Lấy cái quyển sách hay là cái xích xiếc các kiểu cũng vẫn ngon. Đấy, thôi lấy xích rồi. Chơi beat này cầm xích hơi bị hay luôn đấy anh em ạ. Anh em thấy ở trên người Whisper Seal của tôi đang cầm hai cái xích luôn, chứ không phải là một cái đâu. Một cái xích AOE, một cái xích đơn. Chói càng nhiều đấm càng đau. Chói một thời gian là sau là beat nó đấm. Stack nó sẽ tăng dần. Đây, bị chói rồi. Nhưng mà thằng này 9 phía giờ thì hơi khó chơi. À không, à không, à không, à không, à không, à không. À không, à không, à không, à không. Ui, đẩy nhiều luôn anh ạ. Dã man, ui, nhiều quá. Ui, may cho nó là nó không gặp tôi đấy. 33 máu đi luôn. Chỉ còn có 30 máu. Cái con 4 đô này mà nó chuyển lên thành 2 sao của tôi thay vào nhá. Thêm khống chế, tăng cường khống chế đấy. Có khi round này là end rồi đấy. Tôi nghĩ đối thủ khó mà có thể sống sót được qua cái round này. Gặp tôi thần hạo chết rồi. Đẩy nhanh thật sự anh em ạ. Nó beat này là beat, nó gọi là beat không tri thức, beat vô học luôn ấy. Không hề có sách nha anh em nhá. Chứ còn cái tập này mà hai cuốn sách thì chắc là không nhà nào đỡ được luôn. Nói cho nhanh. Sách mạnh kinh khủng mà, nhưng mà nó không ra ấy. Đấy, nhưng mà đã thấy nó vẫn có thể giữ được cái chuỗi 100% máu đến hết game như này thì quá kinh rồi. Rồi thằng Feather đang chết trước. Feather này tôi nghĩ là chết trước. Có chết trước không? Chết trước chứ còn gì nữa. Ui giời. Thôi xong rồi, còn thằng kia còn 3 máu thì chắc chắn là cũng dẹo rồi. Đỡ làm sao được. Đấy anh em thấy. Ồ, tôi cứ tưởng là hết game. Nó cắt được chưa luôn ạ. Ui vãi đài. Xấu hổ quá đi mà tôi. Quả vừa rồi đang vào đấy anh em thấy chưa. Cuối cùng không end à. Trời ơi, kéo đến năm 31. Mà tôi nghĩ là 31 thì cũng end thôi. Tầm này lên 31 thì cũng end thôi anh em ạ. Cứ từ từ bình tĩnh. Không có cái gì mà phải sợ cái việc là mất chuỗi quả vừa rồi. Đó chỉ là một pha có thể là sơ suất nào đấy thôi. Chứ còn đội hình này tôi thấy bây giờ là Battleman lên 2 sao là uy tín lắm rồi. Chỉ có một cái lăn tăn đấy chính là hai con ở kết hợp tộc Hedgehog ấy. Là không biết là chúng ta có đang sử dụng một cái thể loại Celeji phế không. Đấy, có cái tác dụng gì không thì tôi cũng đang khá là phân vân đấy. Thay vào đấy chúng ta có thể lấy một cái gì, lấy một kẹp thêm Warlock vào hay kẹp thêm cá vào cũng ngon. Không ra ngộ không luôn. Trận này hơi đen. Rồi thay nhá. Thay con này vào. Tôi nghĩ là chơi cái con 4 đô này. Đấy, và chỉ chơi hai con thôi anh em ạ. Đừng có chơi 4 con cho nó phí. Hai con đủ rồi. Đấy, và hiện tại là thằng này Fallen cứ chơi 3 sao nhưng mà nó vẫn bị tôi đấm nó như con luôn. Cảm giác không ăn thua lắm. Ok. Cáo chọt mà chọt thông minh ấy thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ thắng thôi. Có thể là cái round vừa rồi, cái round 29 là mất chuỗi là bởi vì là cái con cáo chọc ngu. Ok. Đó. Lao vào đối thủ. Đúng rồi. Ăn nổi không? Con Fallen Witcher vẫn đang đứng bắn kìa. Ok nhưng bạn ơi. Ôi giời, yếu thật sự. Không ăn thua. Bất diệt các kiểu các thứ ấy mà thôi. Nói chung là nói tóm lại là gì là vẫn thua. Rồi xong rồi. Mạnh quá anh em ạ. 3 máu. Dã man. Beat vô học mà vẫn mạnh. Chắc là tôi sẽ phải thử lại cái đội hình này với những cái cuốn sách anh em ạ. Để xem là beat trí thức nó có mạnh hơn cái beat kiểu dạng như này không.
Chứ còn đồ nha, đồ lấy hơi thiên về đánh tay nhiều, chứ còn cũng không có cái đồ gọi đệ. Còn anh em thấy cái bộ beat này thế nào? Anh em hãy để lại dưới phần comment anh em nhá. Rồi anh em thấy hay hãy để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Mời anh em đến với lineup mạnh nhất ở trong meta mới, đó chính là lineup 6 Hunter anh em nhá. Kẹp linh tinh, rất là mạnh. Súng chỉ cần 2 sao thôi đã có thể gánh được kèo rồi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một con súng 2 sao, thậm chí là một con súng 1 sao nha anh em nhá. Nó có thể gánh ở trong cái bộ 6 Hunter này cái cỡ như nào. Quá kinh khủng anh em ạ. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.